Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nha, 0334830843 nè. Rồi mọi người cập nhật video mới, mọi người bấm vô nút đăng ký kênh ha, để nó cập nhật mấy cái video em đăng lên mới ha. Em trước khi liên hệ mua hàng thì mọi người coi ở dưới cái phần tiêu đề đó, em có cập nhật mấy cái món đã bán hay là chưa, để mình liên hệ cho nó tiện ha. Rồi hôm nay là cái clip 68 ha. Đầu tiên kia là em có một con dao. Đây là con dao. Cái bao ngoài nó bị bong rồi ha. Nó sử dụng thì nó bị bong cái bao rồi. Đây bên trong nó là cái bằng nhựa. Con dao này đa năng ha. Dao đa năng. Cái này mình gọt trái cây nè. Cái này khui bia nè. Nói chung dao đi du lịch ha, dao đa năng. Cái này khoảng 21 cm ha. Đây là cái thương hiệu nó nè. Dao này cũng rất là dày. Nó độ cỡ 3 mm ha. Cầm sử dụng rất là vừa tay. Rất là tiện nha anh em. Có túi mang theo đi chơi cũng được. Rồi coi cái con dao đa năng này có mã là 6801 nha, giá bán 350.000. Tiếp theo là một cái kìm chuốt dây điện. Kìm chuốt dây điện của Đức đây. Đặc biệt cái kìm này cái miệng nó rất là to. Nó chuyên để chuốt nhiều dây một lúc ha. Đây, miệng nó tới 47 mm luôn. Đó, đây cái lưỡi nè mọi người. Cái này để mình tăng chỉnh nè. Ví dụ như dây nhỏ mình chỉnh nó xuống. Đó, khép cái miệng lại. Đây, chỉnh hết mức. Sát luôn nè. Hai cái lưỡi nó ngậm sát với nhau. Đây, thở ra nè. Để chuốt thử cái mấy cọng dây này cho mọi người coi ha. Đây là cái kéo cắt tone ha, của Nhật luôn. Đó, nó sẽ chuốt ra như vậy nha mọi người. Đây. Nó chiên chuốt nhiều dây một lọt cho nó đều. Đó. Nó sẽ chuốt như vậy. Chuốt ở giữa dây cũng được nữa. Đó. Ok, cái kìm chuốt dây của Đức ha. Đây. Wismuller. Wismuller nè. Đây thương hiệu rất nổi tiếng của Đức luôn. 22 cm nè. À, cái kìm chuốt dây này có mã là 6802 nha, giá bán 600.000.
Tiếp theo một cây đánh dãy cá của Nhật ha, cán gỗ rất là đẹp luôn. Cái này là nó mạ, nó xi ha, nó xi chống rỉ ha, xi rôm ha, xi gì đó, nói chung là xi cái lớp để chống rỉ. Này rất là đẹp. Cái thước này rồi, cây đánh dãy cá này có mã 6803 nha, giá 150.000. Tiếp theo là một cái bình nước của Nhật ha, đây thương hiệu của nó nè, đây ngoại hình cái bình này thì nó bị mớp tí nè ha, bị mớp nè, nó cắn vận chuyển nó mớp á. Đây, Nhật sản xuất ha. Cái bình này có dung tích là nửa lít 500 ml nè. Này nắp nó là như thế này, như vậy là mở nha mọi người, nó sẽ chảy nước ra ở đây. Nó chảy nước ra cái từ cái khe này nha mọi người. Rồi nắp nó mở ra như thế này. Đây. Bên trong nè. Đây là kích thước cái bình ha. 25, đường kính là 7 cm. Rồi cái bình bình đựng nước của Nhật ha, bình giữ lạnh của Nhật ha, giá mã là 6804 ha, giá 200.000. Rồi tiếp theo là một cái cây quạt mọi người, đây là một cái cây quạt đây, có điều chỉnh tốc luôn nè ha, cây quạt của Nhật. Đây, điện 100V nha mọi người. Nhật nè. Đặc biệt nó có ổ cắm phụ ha, mình cắm vô rồi mình vẫn truyền ra một ổ cắm để mình sử dụng các thiết bị khác ha. 3A nè. Điện 100V. Đây bên trong nè. Motor quạt sản xuất là Nhật luôn. Quạt rất là mát luôn ha. Quạt này rất là sướng. Chạy cũng êm. Đây em bật thử nha mọi người. Đó. Nhỏ lại đó. Rất là mát luôn. Mình để trong phòng cũng ok. Để chỗ bàn làm việc đó, nó sẽ thoải mái ha. Ở đây nó bị mẻ, nó bị nứt cái này ha mọi người. Đây. Cái miếng cản này nó bị nứt về chỗ này ha. Đây. Rồi, cái cây quạt Nhật này có mã là 6805 nha, giá bán 650.000 ha. Rồi tiếp theo là một cây đây,
Cái này nó dụng cụ nó chuyên dụng ha, nó của Mỹ nha mọi người. Dụng cụ này chuyên dụng của Mỹ. Theo như tìm hiểu trên Google thì cái dụng cụ này đây, nó sẽ như vậy nha mọi người. Nó dùng để cái vỏ đạn nè, đây là cái vỏ đạn nè, giống như là nó bóp miệng cái vỏ đạn vậy, chuyên dụng ha, để làm như là chế tạo cái vỏ đạn đó. Đây hình trên mạng nè ha, bên Mỹ á, thương hiệu này của Mỹ nha mọi người. Đây cái này là giữ phôi nè, nó có nhiều tầng nhiều phi á để giữ phôi. Phần này là tay quay, đây là bằng nhôm ha, nhôm, còn đây là thép. Nó thiết kế rất là đẹp luôn. Rồi cái này có kích thước nè, đó đây 7 cm ha, khoảng không nữa nè. Rồi cái dụng cụ này có mã là 6806 ha, giá bán 750 nha. Tiếp theo là hai cái ly nha mọi người, hai cái ca ha, hai cái ca. Đây cái ca này nó có hương hiệu luôn nè, giống như của anh vậy ha, cống bia. Đây cái thước nè, một ca lớn một ca nhỏ mọi người, ca này của Nhật. Rồi hai cái ca này có mã là 6807 nha, giá 300.000. Rồi tiếp theo là bốn cái bánh xe. Này, bốn cái bánh xe của thương hiệu SK Nhật ha. Đây bánh xe này chịu lực nha mọi người, nó xài tới một cái bạc đạn, hai cái bạc đạn, ba cái bạc đạn nha, đây ba cái bạc đạn luôn. Đây là nó có khóa rồi nè, ok nó khóa cái bánh rồi, khóa luôn cái trục ở giữa ha, trục trên nè. Mỗi bộ là bốn cái nha mọi người, bộ này bốn cái, nó sẽ gồm mà hai cái có khóa ha, hai cái đuôi không khóa đó, hai cái khóa hai cái không khóa nha, là một bộ. Rồi cái bộ bánh xe có mã là 6808 ha, giá 400.000. Đây cái đường kính bánh xe nè, tiếp theo là một cái cặp lồng ha, cái rầm mên á, cái rầm mên của đây. Cái rầm mên màu hồng đó, nó có nhiều ngăn nè mọi người, đây một ngăn nè, có gon luôn nè, mình dùng đựng thực phẩm rất là ok. Nó giữ nhiệt ha, có gòn hết ha. Hai hộp bên trong lồng là bằng inox ha, đây thép nè, nó làm rất là kỹ luôn, thép hai lớp, lớp ngoài lớp trong nè.
Đó. Kích thước nè 16 ha, đường kính nó là 10, 10 rưỡi. Rồi cái hộp này có mã là 6809 ha, giá 250 ngàn. Rồi cuối cùng là một cái cây súng bắn keo silicon ha, keo nhiệt ha, đây của Haco luôn nè, Haco Japan luôn, xài điện 100V nha mọi người, 14W, xài keo nến, cái loại keo nến thông dụng ngoài thị trường nè, rất dễ để mua, đây còn rất là đẹp. Kích thước nè, xài điện 100V, dây zin luôn. Rồi cái súng bắn keo này có mã là 6810 nha, giá 450 nha. Rồi em kết thúc cái video ở đây ha, chào mọi người nha.